Tại Trung đoàn 754, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 khóa 3 năm 2024. Dự lễ bế giảng có Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian 12 ngày, 72 đồng chí là cán bộ trưởng phó phòng các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương được học tập bồi dưỡng các nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về động viên quốc phòng, nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược an ninh mạng quốc gia, một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Đồng thời, các học viên cũng được luyện tập và kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1. Kết thúc huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt khá giỏi, trong đó có trên 31% đạt giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao năng lực trình độ, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, chủ động tham mưu cho cấp ủy cơ quan đơn vị các vấn đề quốc phòng an ninh theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.